xin chào tất cả các anh em. Hôm nay để tiếp tục giao đi là 4 cái lồng cho hai vị khách. Cái này là mỗi khách đặt 2 cái. Riêng vị khách này thì 2 cái đã đặt cọc. 2 cái size 38 hết nha tất cả các anh em. Của vị khách ở Long Khánh, Đồng Nai. Còn đây là 2 cái của vị khách ở Nam Định. Khách ở Nam Định thì họ chuyển khoản trước rồi cho nên dòng COD đây nó bằng không. Đó. Thì anh em thích mẫu này thì có lô đến cho shop mẫu tre may mẫu số 02. Những cái mẫu lồng này thì cực kỳ cứng chắc nha tất cả các anh em, cực kỳ cứng chắc. Tôi nhắc lại vấn đề là cực kỳ cứng chắc. Những cái lồng này có thể chịu lực 7-80 cân cho anh em ngồi lên thoải mái. Chúng tôi đã có những cái clip test cho anh em xem rồi. Ở trong là cầu rồng bằng gỗ đỏ, đậu hoài những con dơi này cũng làm bằng gỗ đỏ nha tất cả các anh em. Anh em thấy cái nan tre này nó lên nước màu đỏ vàng, màu đỏ đậm như thế này, nghĩa là nó rất chi là già rồi nó mới lên nước đỏ như thế. Những cái vị trí ráp láng rất chi là liền lạc nha tất cả các anh em. Nè. Anh em xử lý những cái mắt rất chi là gọn gàng, chà tay thoải mái, anh em có thể chà tay trên cái lồng này thoải mái mà không sợ nó bị xước tay mình.